Tân Dậu 1981 mệnh mộc tháng tư âm, những con gà trống cựa dài, thời vận tháng này vẫn tốt, tuy nhiên sức khỏe cần chú ý, công việc vẫn trôi chảy, tiền bạc cũng chẳng phải là điều quá quan tâm. Thiên can Tân hành kim tương khắc với thiên can Đinh hành hỏa, địa chi trong tam hợp. Dù ngũ hành địa chi có khắc nhưng không là vấn đề quá lớn. Ngũ hành bản mệnh 1981 là thạch lục mộc, rất là hợp với sa trung thổ. Cây bonsai được đất pha cát nuôi dưỡng và nhìn chung phải đi lại nhiều trong tháng này để hoàn thành mục tiêu kế hoạch của công việc. Và cũng vì đi lại nhiều mới tạo ra các mối quan hệ, từ đó có cơ hội hợp tác làm ăn hay là hợp tác trong công việc. Tháng này có trợ thủ đắc lực, có quý nhân giúp sức, công việc vẫn hoàn thành như dự định và có tiếng nói cũng như là khẳng định được tài năng của mình. Tiền bạc không quá lo lắng, rủng rỉnh chi tiêu, tình cảm êm đẹp, không có mâu thuẫn đáng kể. Được sao long trì phượng các hòa cái, kinh doanh tốt, có thể mua đất hay là mua nhà. Người sinh tháng 8, tháng 9, tháng 4 âm lịch, may mắn và hanh thông hơn quý vị nhé.